Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Bầu cử Mỹ 2024, bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc. Phó tổng thống Harris chỉ trích ông Trump vì từ chối tăng lương tối thiểu ở Mỹ. McDonald's phủ nhận mời ông Trump đến rán khoai tây. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kết quả thăm dò mới đây của Reuters Ipsos cho thấy, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước cựu tổng thống Donald Trump 3 điểm trên toàn quốc. Theo kết quả trên, bà Harris giành được 46% ủng hộ và ông Trump giành được 43%. Khoảng cách dẫn trước của ứng viên Đảng Dân Chủ không thay đổi so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước. Trong đó, bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng vấn đề nhập cư, kinh tế và các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với những cử tri tiềm năng. Cựu Tổng thống Trump dẫn trước trong vấn đề nhập cư và kinh tế với khoảng cách lần lượt là 48-35% và 46-38% so với bà Harris. Đường kim phó tổng thống dẫn trước trong vấn đề các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai với tỷ lệ ủng hộ 42% so với 53% của đối thủ. Vấn đề nhập cư là vấn đề hàng đầu mà cử tri mong muốn người chiến thắng dành thời gian trong 100 ngày đầu tiên tại phòng bầu dục với 35% ủng hộ. Các vấn đề quan tâm khác là bất bình đẳng thu nhập 11%, thuế và chăm sóc sức khỏe 10%. Khoảng 70% cử tri đã đăng ký cho biết chi phí sinh hoạt đang đi chạy hướng, trong khi 65% trả lời tương tự về nhập cư và 60% là về nền kinh tế. Cuộc khảo sát của Reuters, Ipsos được tiến hành từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 với 4.129 cử tri tham gia, trong đó 3.481 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, biên độ sai số là 2%. Cuối tuần vừa qua, ông Trump đã vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của The Hill Decision Desk HQ lần đầu tiên, với mô hình cho thấy ứng cử viên đảng Cộng Hòa có 52% cơ hội chiến thắng so với 48% của bà Harris. Cũng theo chỉ số thăm dò của The Hill Decision Desk HQ, ứng cử viên đảng Dân Chủ hiện đang dẫn trước đối thủ 1,2 điểm, 49% so với 47,8% trên toàn quốc. Tổng thống Mỹ Biden cho rằng phụ nữ có thể làm mọi thứ đàn ông có thể làm, bao gồm cả việc trở thành người đứng đầu đất nước. Theo giờ Hin, trong ngày 21 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tham dự sự kiện trao tặng huân chương nghệ thuật và nhân văn quốc gia ở Nhà Trắng. Tại đây, ông Biden đã có bài phát biểu nhằm tôn vinh sức mạnh của phụ nữ. Ông Biden cho biết, là chồng của Jill, tôi biết rất rõ khả năng của phụ nữ, tôi hiểu rõ sức mạnh của những người phụ nữ đang có mặt tại đây. Mọi người sẽ đóng vai trò tiên phong cho thế hệ tiếp theo mọi người đã chứng minh rằng phụ nữ có thể làm mọi thứ như đàn ông và hơn thế nữa, bao gồm cả việc trở thành tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống Biden cũng kêu gọi cử tri phản đối các kế hoạch hạn chế sách ở Mỹ, mô tả đây là mối đe dọa với nghệ thuật và nhân văn. Theo giới quan sát, bình luận của tổng thống Biden được coi là một nỗ lực nhằm hỗ trợ cho phó tổng thống Harris trong bối cảnh ngày bầu cử đã cận kề. Tại sự kiện ở Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng tỏ ra vô cùng hào hứng về viễn cảnh bà Harris trở thành tổng thống Mỹ. Bà nói rằng tôi cảm thấy không khí tràn đầy năng lượng Bà Harris sẽ là người chiến thắng, đồng thời mở ra một chương mới ở Nhà Trắng. Ở thời điểm hiện tại, cuộc đua tới Nhà Trắng đang vô cùng siết sao. Kết quả khảo sát quốc gia mới nhất của Decision Desk HQ cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 1,2 điểm với 49% sự ủng hộ so với 47,8% của đối thủ. Vừa qua, nhà chức trách Mỹ thông báo đã bắt giữ và buộc tội một người đàn ông đe dọa hạ sát một nhân viên của một đảng phái chính trị. Theo các tài liệu tòa án công bố, John Cockney Pollack, 62 tuổi, đến từ Philadelphia, bị buộc tội gửi tin nhắn đe dọa đến một nhân viên của một đảng chính trị ở bang Pennsylvania. Các tài liệu của tòa án không nêu tên nhân viên hoặc đề cập đến đảng phái chính trị. Theo đó, nhân viên này đã đăng trên một nền tảng mạng xã hội vào tháng trước để tìm kiếm những người tình nguyện quan sát tại các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử và bao gồm số điện thoại cá nhân. Polak đã nhắn tin cho nhân viên vào ngày 6 tháng 9 rằng muốn trở thành người quan sát điểm bỏ phiếu, rồi sau đó gửi một loạt tin nhắn đe dọa. Polak vẫn chưa nhận tội và hiện cũng chưa rõ liệu ông ta có luật sư hay không. Hồi đầu tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo lực lượng chức năng đã bắt giữ một người đàn ông Afghanistan với cáo buộc âm mưu tiến hành tấn công khủng bố vào ngày bầu cử Tổng thống mùng 5 tháng 11, nhân danh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đối tượng tên là Nasser Ahmad Thawedi, 27 tuổi, bị bắt ngày 7 tháng 10 tại bang Oklahoma, miền Tây, bị buộc tội cung cấp hỗ trợ vật chất cho IS. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nêu rõ lực lượng chức năng đã ngăn chặn âm mưu của đối tượng nhằm mua vũ khí bán tự động và tiến hành một cuộc tấn công bạo lực nhân danh IS trên đất Mỹ vào ngày bầu cử Tổng thống. Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết, Thao Quê Đi bị bắt khi đang thực hiện các bước để thanh lý tài sản gia đình, đưa các thành viên gia đình tái định cư ở nước ngoài mua súng trường tấn công AK 47 và đạn dược, cũng như thực hiện một cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ. Theo quy Đi bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công với một công dân Afghanistan đang ở tuổi vị thành niên được xác định là em rể của đối tượng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, tính đến tháng trước, lực lượng đặc nhiệm về các mối đe dọa bầu cử thuộc bộ này đã buộc tội 18 đối tượng. Trong khi đó, một hãng truyền thông phương Tây cho biết đã ghi nhận ít nhất 300 vụ bạo lực chính trị tại Mỹ kể từ năm 2021. Nhóm 5 người để đơn kiện ông Trump tội phỉ báng, cáo buộc cựu Tổng thống đưa ra thông tin sai lệch về họ khi tranh luận với bà Harris. Nhóm Central Park Five ngày 21 tháng 10 để đơn kiện ông Donald Trump lên tòa án liên bang ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, yêu cầu ông bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần vì đã phỉ báng họ. Central Park gồm 5 người da màu gốc Latin là Yusef Salam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Anton Brown và Corey đều ngoài 50 tuổi. Họ bị kết án oan trong vụ một người đi bộ bị cưỡng hiếp tại công viên trung tâm ở New York City năm 1989 và phải ngồi tù 5 đến 13 năm. Trước khi được minh oan năm 2002 dựa trên bằng chứng ADN và có người thú tội. Khi tranh luận với ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris ngày 10 tháng 9, ông Trump nói với Central Park Five sát hại một người và đã nhận tội. Luật sư đại diện cho Central Park Five viết trong đơn kiện, các tuyên bố của ông Trump là sai và phỉ báng theo nhiều khía cạnh. Các nguyên đơn chưa bao giờ nhận tội trong sự việc ở công viên trung tâm. Họ vẫn khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình xét xử, thì hành án cũng như sau khi được trả tự do, không có nạn nhân nào trong vụ án công viên trung tâm bị sát hại. Central Park Five cho rằng ông Trump đã phỉ báng họ trước 67 triệu người, khiến họ phải tìm cách minh oan một lần nữa phát ngôn viên của ông Trump gọi động thái của Sancho Park Five là vụ kiện phù phiếm, can thiệp bầu cử, dù các nhà hoạt động đang tuyệt vọng của cánh tả thực hiện để đánh lạc hướng người dân Mỹ. Vụ Sancho Park Five ám ảnh thành phố New York suốt nhiều năm, phơi bày những dạng nứt sâu sắc liên quan sắc tộc, tội phạm và bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp. Bản án mà Sancho Park Five phải chịu làm dấy lên hoài nghi về hoạt động của công tố viên và cảnh sát khi đó. Ông Trump từng bị chỉ trích liên quan Sancho Park Five sau khi vụ cưỡng hiếp xảy ra, Ông mua quảng cáo trên một số tờ báo ở New York để kêu gọi khôi phục án tử hình. Năm 2014, ông Trump viết bài bình luận trên tờ New York Daily News cho rằng thỏa thuận bồi thường 41 triệu đô la Mỹ mà giới chức New York City dành cho Central Park Five là nỗi ô nhục. Trước đó vào tháng 5, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị kết tội vì làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Theo tờ New York Times, ngày 18 tháng 10, một tài liệu mới được luật sư của bà Stormy Daniel công bố, cho thấy vào tháng 7, luật sư của ông Trump đã đưa ra một thỏa thuận khác để khiến bà im lặng một lần nữa. Lần này, vì ông Trump đề nghị giảm số tiền mà bà Daniel nợ ông trong vụ ngôi sao phim khiêu dâm này kiện cựu Tổng thống Mỹ về tội phỉ báng. Tòa án đã bác bỏ vụ kiện và yêu cầu bà phải trả phí luật sư của cựu Tổng thống Mỹ. Theo Ria Novosti ngày 22 tháng 10, phó tổng thống và là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris chỉ trích cựu tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump vì từ chối ủng hộ việc tăng lương tối thiểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này đối với hàng triệu người Mỹ. Phó tổng thống Kamala Harris nói tại một sự kiện tranh cử ở Michigan ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Có nhiều điểm khác biệt giữa tôi và Donald Trump, bao gồm cả vấn đề này. Tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta phải tăng mức lương tối thiểu, người lao động dù ở McDonald's hay ở nơi khác phải có khả năng tru cấp cho gia đình và bản thân họ trong những điều kiện đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của họ. Bà Harris cũng chỉ ra thái độ thù địch của ông Trump đối với chương trình an sinh xã hội. Lưu ý rằng, từ vấn đề lương tối thiểu đến vấn đề an sinh xã hội, ông Trump rõ ràng không hiểu nhu cầu của người lao động Mỹ. Trả lời câu hỏi về cách bà hy vọng giành được sự ủng hộ của những người phụ nữ trước đây đã bỏ phiếu cho ứng viên Donald Trump, bà Kamala Harris nhấn mạnh, tầm quan trọng của cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ ở Mỹ, đồng thời nhắc lại rằng ông Trump đã nhiều lần bị gọi là kẻ phát xít. Bà Harris nói và cho biết thêm rằng bà đang giành được nhiều người ủng hộ hơn ở cả hai phía của chính trường Mỹ. Sự lựa chọn này liên quan đến vạch đích mà chúng ta lựa chọn chạm đến, hướng tới một môi trường mới hoặc quay trở lại sự chia rẽ, hận thù và hỗn loạn mà ông Donald Trump là một biểu tượng. Những cuộc tấn công ngày càng gay gắt của bà Harris nhằm vào cựu tổng thống diễn ra khi bà đang vật lộn để vượt qua lợi thế về kinh tế của ông Trump. Những cuộc tấn công này được kết hợp với chiến dịch tiếp cận một cách có hệ thống tới các nhóm cử tri chính không hài lòng với phong cách gây chia rẽ và lời lẽ phân cực của ông Trump. Bà Harris dự định dành những ngày tới để thu hút nhóm phụ nữ ở vùng ngoại ô và những cử tri ôn hòa bằng một loạt sự kiện có sự tham gia của cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney, đảng viên cộng hòa nổi bật nhất đã ủng hộ bà Harris. Tuần trước thì bà cũng cố gắng kết nối với cử tri Nam Da Đen thông qua một loạt chính sách và cuộc phỏng vấn. Những hoạt động này đánh dấu sự trở lại với chiến thuật ban đầu của Tổng thống Joe Biden, khiến cuộc đua trở thành một cuộc trưng cầu dân ý không phải về chính quyền Trump mà về những lời nói và hành động của cựu Tổng thống. Đây là kế hoạch đã đưa Đảng Dân Chủ tới các chiến thắng lớn vào năm 2018, 2020 và 2022. Hành vi thiếu kiềm chế gần đây của ông Trump cũng giúp bà Harris có nhiều thứ để tận dụng. Trong khi Phó Tổng thống Harris cho rằng ông Trump không đủ phẩm chất để lãnh đạo Nhà Trắng, thì cựu Tổng thống lại đặt nghi vấn về năng lực của chính quyền Tổng thống Biden. Ông Trump tiếp tục chỉ trích cơ quan quản lý khẩn cấp FMA và tìm cách thu hút cử tri lao động bằng cách nhấn mạnh những nỗ lực làm việc không ngừng của mình. Tạp chí Economist ngày 22 tháng 10 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có lần đầu vượt lên Phó Tổng thống Kamala Harris trên mô hình dự đoán của đơn vị này. Cụ thể, dự đoán mới nhất của Economist cho thấy ông Trump có 54% chiến thắng cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 11, trong khi bà Harris chỉ có 45% tỷ lệ chống cử. Đáng chú ý, kết quả này cho thấy ông Trump đã cải thiện đến 6 điểm phần trăm chỉ trong một tuần qua. Đây là lần đầu tiên Economist dự đoán tỷ lệ thắng cuộc của ông Trump cao hơn bà Harris từ tháng 8, tức ngay sau khi bà Harris trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đến nay. Kết quả trung bình các cuộc khảo sát cử tri toàn quốc được báo New York Times cập nhật ngày 21 tháng 10 giờ địa phương cũng cho thấy ông Trump đang cải thiện đáng kể chỗ đứng của mình. Từ chỗ thua bà hơn 3 điểm phần trăm, 50% và 47% hôm 14 tháng 10, ông Trump hiện kém ứng viên đảng Dân Chủ chưa đầy 1 điểm phần trăm, 49% và 48%. Đặc biệt, ông Trump lại đang có kết quả tốt hơn ở các bang chiến địa. Hai ứng viên về cơ bản đang hòa nhau ở 4 trên 7 bang, đó là Michigan 48%, North Carolina 48%, Pennsylvania 48% và Nevada 48%. Bà Harris hơn ông Trump ở bang Wisconsin khoảng gần 1 điểm phần trăm, 49% và 48%. Trong khi đó, ông Trump lại có thành tích tốt hơn trên 1 điểm phần trăm ở bang Georgia, 49% và 48%, và trên 2 điểm phần trăm tại bang Arizona, 50%, 48%. Nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay, số liệu của New York Times cho thấy ông Trump sẽ giành phần thắng sát sao với 277 phiếu đại cử tri, trong khi Bahadur chỉ nhận 261 phiếu. Kết quả khảo sát tổng hợp của báo Financial Times cũng cho thấy ông Trump có lợi thế lớn ở 5 trên 7 bang chiến trường và hòa với Bahadur tại bang Nevada. Cụ thể, ông Trump đang hơn Bahadur ở bang Pennsylvania 0,1 điểm phần trăm, Wisconsin 0,2 điểm phần trăm, Georgia 1,3 điểm phần trăm, North Carolina 1,3 điểm phần trăm và Arizona 1,6 điểm phần trăm. Kể từ cuối tháng 8, mô hình dự đoán này đánh giá bà Harris có cơ hội chiến thắng là 54 đến 56 phần trăm, trong khi cơ hội của ông Trump chỉ là 44 đến 46 phần trăm. Đến đầu tháng 10, xu hướng đảo ngược bắt đầu diễn ra và cơ hội dành cho hai ứng viên là 50-50. Truyền thông Mỹ hiện đánh giá ông Trump tỏ ra vượt trội hơn bà Harris trong giai đoạn nước rút trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất khó đoán định vì các cuộc thăm dò vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ bang để đảm bảo con số đó. Trong những tuần gần đây, ông Trump và các đồng minh cho rằng bà Harris nói dối về việc từng làm nhân viên tại McDonald's khi còn đang học đại học chỉ để thu hút sự ủng hộ của tầng lớp lao động. Nhóm của ông Trump cho rằng bà Harris chưa từng làm việc tại McDonald's vì công việc này không được liệt kê trong sơ yếu lý lịch của bà. Đại diện của McDonald's chưa xác thực liệu công ty này còn giữ hồ sơ tuyển dụng của một trong những cửa hàng đồ ăn nhanh cách đây 40 năm hay không. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước trên MSNBC, Phó Tổng thống Mỹ Harris nói rằng bà từng làm việc tại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này cách đây 40 năm khi bà còn là sinh viên. Chiến dịch của bà Harris sau đó ra tuyên bố là ông Trump đã nói dối về việc bà Harris chưa hề làm việc tại cửa hàng thức ăn nhanh. Tuyên bố này cũng cho rằng vị cựu tổng thống tỷ phú không hiểu làm việc để kiếm sống là như thế nào. Còn bà Harris thì nói với hãng tin Reuters, màn diễn của ông Trump cho thấy dấu hiệu nhà tài phiệt này đang tuyệt vọng. Sau việc Trump ghé thăm, McDonald's lập tức ra thông báo rằng công ty không mời ông đến đây hay muốn gây sự chú ý từ cuộc bầu cử. Chúng tôi không cố tình làm điều này, nhưng đây cũng là phép thử cho thấy McDonald's có ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ như thế nào. Dù vậy, công ty này cũng khẳng định không ủng hộ ứng cử viên nào trong các cuộc bầu cử. McDonald's không có màu xanh hoặc đỏ, chúng tôi màu vàng. Cuối bức thư là chữ ký của toàn bộ ban lãnh đạo của hãng tại Mỹ. McDonald's hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương hiệu với 95% cơ sở kinh doanh. Điều này đồng nghĩa là các cửa hàng mang thương hiệu này hoạt động độc lập và được sở hữu riêng biệt. Dù phải tuân thủ các quy tắc chung của hãng, chủ cửa hàng nhượng quyền được tự do mời các ứng viên chính trị đến mà không cần sự đồng ý của hãng. Dù vậy, trong thông báo, McDonald's cho biết họ tự hào vì ông Trump thường xuyên bày tỏ sự yêu thích với đồ ăn hãng này và bà Harris cũng đề cập đến thời gian làm thêm tại đây khi còn là sinh viên. Một số khách hàng và nhân viên đã chỉ trích công ty này sau việc Trump đến cửa hàng. Họ cho rằng hãng không nên để ứng cử viên tổng thống đến đây để tranh cử. Trong thông báo, công ty này cũng cho biết giới chức địa phương đến gặp chủ cửa hàng nhượng quyền để hỏi về việc liệu Trump có thể ghé qua hay không và người này đã đồng ý. Phát ngôn viên chiến dịch Harris, ông Joseph Costello cho biết chuyến thăm cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's của cựu tổng thống Trump cho thấy chính xác những gì chúng ta sẽ chứng kiến trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump lợi dụng người lao động để phục vụ lợi ích cá nhân ông costello nói ông trump không hiểu làm việc để kiếm sống là như thế nào bất kể ông ấy có giàn dựng bao nhiêu bức ảnh toàn bộ kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai của ông là tự giảm thuế cho mình cho những người bạn giàu có của ông ấy và các tập đoàn khổng lồ